tự tánh vốn tự đầy đủ. Hiểu được đạo lý này, ta sẽ làm được đối với người không tranh, đối với thế gian không cầu. Vì sao vậy? Vì mọi thứ ta đều viên mãn, mọi thứ đều đầy đủ. Trong tự tánh vốn đã đầy đủ, ta còn cầu nó để làm gì? Cầu là sai, không cầu mới đúng. Chúng sanh trong thế gian hiện nay mê vào trong của cải, không biết của cải là thứ bản thân ta vốn có đầy đủ. Lấy không hết, dùng không tận. Đây đều là sự thật. Lúc Đức Thế Tôn tại thế, Ngài thị hiện là một vị tăng khổ hạnh, giống như đại chúng vậy. Ba y một bát, ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây. Trong kinh điển có đoạn nói đến điều này. Từng có người thỉnh giáo Đức Thế Tôn, đó là người có trình độ nhất định đối với Phật pháp. Biết Đức Phật thường trú ở cõi báo, cõi thật báo trang nghiêm. Ngài thị hiện hòa quang đồng trần ở nhân gian chúng ta. Vậy Đức Thế Tôn có thể cho chúng con thấy được cõi thật báo của Ngài chăng? Đức Phật đồng ý. Đức Phật ngồi trên tòa cỏ, để chân xuống, một chân ấn xuống đại địa, gọi ông ta xem. Ông ta xem chính là thế giới cực lạc. Đức Phật không phải 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thân tướng của Phật biến thành thân có vô lượng tướng. Tướng có vô lượng vẻ đẹp, không phải ngồi trên tòa cỏ, mà ngồi trên tòa kim cang. Nhìn thấy cây cỏ hoa lá, đại địa là thế giới lưu ly. Đó không phải là Đức Phật biến hiện ra cho ông ta thấy. Quái thật báo chính là như vậy. Khi ông ta xem xong, Ngài liền rút chân xếp bàn lại thì không còn nữa. Thấy Phật vẫn ngồi yên trên thảm cỏ. Thật sự nhìn thấy chúng bảo trang nghiêm, không phải chỉ có thất bảo, mà vô lượng vô số trân bảo trang nghiêm. Đây là tự tánh vốn đầy đủ, đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tài nghệ, vô lượng phước báo. Cần gì phải cầu? Sao có thể cầu được?